Kính thưa quý vị, Hải Phòng cải chính tin meeting chống Trung Quốc, tin từ Hải Phòng. Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2014, cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng ra một thông báo bác bỏ tin đồn tổ chức cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Báo mạng Việt Nam Plus cho biết, trước đó nhiều ngày, xuất hiện nhiều tin đồn nói rằng chính quyền thành phố Hải Phòng đứng ra tổ chức một cuộc meeting phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam. Tin đồn này còn nói rằng chính quyền Hải Phòng cho phép cán bộ, công chức cũng như người lao động làm việc tại các công ty, nhà máy được nghỉ trọn ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 6, kéo đến hết ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 6 để thoải mái tham dự cuộc meeting biểu tình. Theo Vietnam Plus, tin đồn lan truyền là mọi người xôn xao, rủ nhau kéo đi tham dự cuộc biểu tình. Nghe phong phanh tin này, từ sáng ngày 6 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã lập tức gửi công điện hỏa tốc đến tất cả các cơ quan chính quyền trực thuộc và các doanh nghiệp đóng văn phòng tại Hải Phòng bác bỏ tin đồn trên. Công điện này cho rằng đó là tin đồn thất thiệt và lên án các cuộc biểu tình nếu diễn ra là trái pháp luật gây mất trật tự an ninh địa phương. Dư luận cho rằng với thông báo bác bỏ tin đồn, chính quyền thành phố Hải Phòng ngầm chỉ rằng hoàn toàn không có cuộc biểu tình nào theo đường lối chỉ đạo. Đầu tháng 6 vừa qua, cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã mở các cuộc gặp gỡ chủ các công ty, nhà máy tọa lạc các thành phố Hải Phòng để cam kết bảo đảm an toàn để doanh nghiệp trú đóng tại Hải Phòng hoạt động bình thường. Trước đó, ngày 14 tháng 5, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng cùng với nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc tại nhiều vùng đất nước mà không bị đàn áp. Dư luận cho rằng, nay với lập luận như thông báo bác bỏ tin đồn, chính quyền Hải Phòng cũng ngầm đe dọa sẽ dập tắt tất cả mọi ý định tham dự các cuộc biểu tình của người dân nhằm phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông.